Về nội dung của bài trình bày gồm có 4 cái nội dung chính. Thứ nhất là một vài nét tổng quan về ung thư phổi thì chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều qua các cái báo cáo trong buổi hội nghị ngày hôm nay. Nội dung thứ hai là một số dấu ấn sinh học ứng dụng trong chẩn đoán sớm ung thư phổi. Thứ ba là một số dấu ấn sinh học ứng dụng trong điều trị đích ung thư phổi. Và phần cuối cùng là kết luận. Thì tôi xin phép đi vào nội dung đầu tiên là một vài nét tổng quan về ung thư phổi. Thì qua các cái bài báo cáo chúng ta đã nghe thì chúng ta cũng đã có thể thấy là ung thư phổi là loại ung thư mà có tỷ lệ mới mắc cũng như là tỷ lệ tử vong đứng hàng đầu trong các loại ung thư trên toàn thế giới. Về mặt tiên lượng điều trị của ung thư phổi thì vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn, với cái tỷ lệ sống sót sau 5 năm vẫn còn rất là thấp, kể cả ở các nước đang phát triển. Và cái tiên lượng điều trị của ung thư phổi thì nó phụ thuộc rất là nhiều về cái giai đoạn phát hiện bệnh. Rất nhiều các cái yếu tố nguy cơ của ung thư phổi cũng đã được xác định, trong đó phải kể đến đó là hút thuốc lá, hay là tiền sử gia đình có người mắc ung thư, hay là yếu tố môi trường. Và nghiên cứu sâu hơn về cấp độ phân tử thì người ta thấy rằng là trong các cái tế bào ung thư có cái sự mất cân bằng của cái hệ thống điều hòa gen. Trong đó thì có cái sự tăng cường hoạt hóa của các oncogen và sự bất hoạt của các cái gen áp chế ung thư. Khi mà có các cái sự biến đổi về gen thì sẽ có ảnh hưởng tới các cái thụ thể ở trên bề mặt tế bào, trong đó thì có các cái thụ thể tyrosinkina, và nó sẽ làm hoạt hóa các cái thụ thể tyrosinkina và kích hoạt hàng loạt các con đường tín hiệu nội bào, dẫn đến là thay đổi cái quá trình phiên mã gen và gây ra các hiệu ứng tế bào, làm cho tế bào không ngừng tăng sinh, xâm lấn di căn, tăng sinh mạch và kháng lại cái quá trình chết theo chương trình, và dẫn đến là tế bào phát triển thành tế bào ung thư. Nội dung thứ hai là một số các cái dấu ấn sinh học ứng dụng trong chẩn đoán sớm ung thư phổi. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng là cái tiên lượng về điều trị bệnh thì tiên lượng về điều trị bệnh thì phụ thuộc rất là nhiều vào cái giai đoạn phát hiện của ung thư phổi. Do đó, cái việc mà tìm ra được các cái dấu ấn sinh học có giá trị trong việc sàng lọc sớm ung thư phổi cũng rất là được quan tâm trong hiện nay. Thì một số các cái dấu ấn sinh học được đề cập tới hiện nay, thứ nhất là các cái microRNA. Thì các microRNA thì nó có vai trò điều hòa các hoạt động của gen. Do đó thì người ta cho rằng nó có liên quan tới cái quá trình phát sinh, phát triển của hầu hết các loại ung thư. Và trong ung thư phổi thì cũng có một số các cái microRNA đã được nghiên cứu và cho thấy có các mối liên quan tới ung thư phổi như là 944 hay là 3662 hay là 21. Và cái kỹ thuật mà hiện nay được ứng dụng để xác định các cái microRNA là kỹ thuật RT-PCR. Và đây cũng là một cái dấu ấn mà có thể hứa hẹn là có thể phát hiện sớm được ung thư phổi. Như công bố của Parozec và Cộng sự năm 2015, thì khi nghiên cứu so sánh cái sự biểu hiện của các cái microRNA giữa nhóm bệnh nhân ung thư phổi và nhóm người đối chứng, thì có ghi nhận được cái sự tăng biểu hiện rất là rõ rệt của microRNA 944 và 3662. Hay một công bố khác của Gen và Cộng sự năm 2011 thì cũng ghi nhận cái sự biểu hiện của các microRNA ở cả mẫu mô và mẫu máu. Và hiện nay thì người ta cũng đã phát triển được một số các bộ kit có thể phát hiện được nhiều các cái microRNA, và đã được chứng minh có cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao trên các cái bệnh nhân mà đã được chẩn đoán xác định là ung thư phổi. Dấu ấn sinh học thứ hai là các cái kháng thể. Đây là các kháng thể mà do cơ thể tạo ra khi mà các cái tế bào ung thư có tính kháng nguyên kích thích. Và một số các kháng thể cũng đã được ghi nhận ở bệnh nhân ung thư phổi và cũng đã được xác định và thử nghiệm trên lâm sàng. Tuy nhiên là độ nhạy với độ đặc hiệu của các kháng thể này vẫn còn thấp. Cái dấu ấn sinh học nữa trong cái sàng lọc sớm ung thư được quan tâm hiện nay đó là các cái DNA của khối u lưu hành ở trong tuần hoàn, được gọi tắt là các cái ctDNA. Thì các cái ctDNA này sẽ từ các tế bào khối ung thư chết và giải phóng vào tuần hoàn và được phát hiện bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới. Và kỹ thuật thì cho phép là phát hiện được các cái DNA, các ctDNA này với cái độ nhạy và độ đặc hiệu khá là cao ở các cái giai đoạn ung thư, từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 4. Tuy nhiên ở cái giai đoạn sớm thì với cái nồng độ ctDNA nó chiếm tỷ lệ rất là nhỏ,
cho nên là vẫn còn hạn chế, với các kỹ thuật hiện nay vẫn còn hạn chế trong việc phát hiện các cái nồng độ ctDNA với cái nồng độ rất thấp như vậy. Do đó thì các cái kỹ thuật vẫn tiếp tục được nghiên cứu và không ngừng phát triển để có thể hy vọng là phát hiện được các cái ngưỡng ctDNA thấp hơn để có ích cho cái việc phát hiện sớm ung thư phổi. Dấu ấn sinh học nữa là các cái tế bào ung thư lưu hành trong tuần hoàn, hay là các cái viết tắt là các cái CTC, thì đây là các cái tế bào ung thư mà di chuyển ra tuần hoàn trong cái quá trình phát triển ung thư. Và các cái tế bào các cái CTC này thì hiện nay đã được phát hiện nhờ cái kỹ thuật sinh thiết lỏng của CellSearch, thì đã được FDA chấp thuận, hoặc là kỹ thuật mà phân tách các cái tế bào ung thư dựa trên cái kích thước của tế bào. Và cái khả năng phát hiện của các cái tế bào ung thư lưu hành trong máu này thì nó tương quan tới với cái giai đoạn phát triển của ung thư và với loại ung thư phổi. Thì theo cái ghi nhận của Nai và Cộng sự năm 2017 thì với ung thư biểu mô tế bào nhỏ thì phát hiện được 85% bệnh nhân có tế bào ung thư lưu hành trong máu, và với ung thư biểu mô không tế bào nhỏ thì phát hiện được 23% bệnh nhân có các cái tế bào ung thư lưu hành trong máu. Một dấu ấn sinh học nữa cũng được đề cập tới có vai trò trong việc phát hiện ung thư, đó là exosome. Thì đây là những cái túi ngoại bào và nó chứa các cái tế bào ung thư và được giải phóng vào trong không gian ngoại bào và nhiều dịch của cơ thể. Thì trong đó nó chứa cả các cái DNA, mRNA và các microRNA. Và người ta sẽ ghi nhận đây là một cái dấu ấn cũng tiềm năng nhờ vào việc phân tích các cái mRNA, các microRNA chứa trong các exosome. Tôi sẽ đi vào cái nội dung thứ ba là một số các cái dấu ấn sinh học ứng dụng trong điều trị đích của ung thư phổi. Thì cho đến nay thì rất nhiều các cái đột biến gen đã được xác định xuất hiện ở các cái bệnh nhân ung thư phổi. Ví dụ như là ở ung thư biểu mô tuyến thì có các cái đột biến gen EGFA, KRAS, EALK, hay là ung thư biểu mô tế bào nhỏ, ung thư biểu mô vẩy thì ví dụ như FGFA. Đầu tiên phải kể đến đó là cái đột biến EGFA. Thì đây là một cái đột biến gen mà sử dụng rất là phổ biến, ứng dụng ở trên lâm sàng. Họ protein EGFA thì được mã hóa bởi cái gen mà nằm trên nhiễm sắc thể số 7, gồm có 4 thành viên là EGFA, HER2, HER3 và HER4. Và các cái đột biến của EGFA thì nằm trên cái vùng bám của ATP của thụ thể là tyrosine kinase. Và đây chính là cái vị trí tương tác của các cái thuốc TKI đang ứng dụng ở trên lâm sàng. Và nó là một cái dạng đột biến gen phổ biến nhất được ghi nhận ở ung thư phổi không hút thuốc lá. Về mặt dịch tễ thì có liên quan đến ung thư biểu mô tuyến ở nữ giới và chủng tộc Đông Á. Và các cái đột biến ở vùng mã hóa tyrosine kinase nằm ở từ exon 18 đến 21 thì quyết định cái tính đáp ứng với các cái thuốc điều trị đích đang sử dụng hiện nay. Và khi xuất hiện các cái đột biến EGFA thì sẽ hoạt hóa cái thụ thể tyrosine kinase trên mảng tế bào và kích hoạt một loạt các con đường tín hiệu ở bên trong nội bào và dẫn đến các quá trình tăng sinh, phát triển, xâm lấn di căn và kháng lại cái quá trình chết theo chương trình. Đó là cái cơ chế của việc phát sinh ung thư. Và đột biến EGFA hiện nay thì có rất là nhiều các cái phương pháp để xác định, trong đó thì thường được sử dụng là phương pháp giải trình tự gen và real-time PCR. Bên cạnh các cái đột biến nhạy cảm, bên cạnh các cái đột biến mà nhạy cảm với TKI thì cũng có những cái đột biến mà kháng lại EGFA TKI, mà kể đến là đột biến T790M EGFA chiếm từ 40 đến 55%. Và đột biến này thì có thể là xuất hiện nguyên phát hoặc là thứ phát, và đây là nguyên nhân gây ra cái tình trạng kháng cái điều trị đích ở trên lâm sàng. Tiếp theo là đột biến dung hợp gen ML4ALK. Thì ALK thì nó là một cái protein có hoạt tính kinase thuộc nhóm insulin receptor, thuộc phân họ receptor tyrosine kinase. Và rất nhiều các cái dung hợp gen ALK với các gen khác thì đã được xác định liên quan đến quá trình phát sinh phát triển ung thư. Và trong đó thì dung hợp gen ML4ALK thì là dung hợp gen có thể gặp ở 7% ở ung thư biểu mô không tế bào nhỏ và phát sinh do xuất hiện một cái đảo đoạn trên cánh ngắn của nhiễm thể số 2.
Và khi xuất hiện cái dung hợp gen ML4-ALK này thì cũng dẫn đến hoạt hóa tyrosine, thụ thể tyrosine kina, và dẫn đến là cũng làm kích hoạt một loạt các con đường tín hiệu trong tế bào và cũng gây ra quá trình tăng sinh biệt hóa chống lại cái chết theo chương trình của tế bào và dẫn đến phát sinh ung thư. Đột biến này thì gặp khoảng từ 5,8 đến 7% ung thư phổi không tế bào nhỏ và gặp nhiều ở nam giới trẻ tuổi và thường gặp hơn ở những người không hút thuốc lá và không có sự khác biệt giữa các cái chủng tộc. Và ở trên lâm sàng thì khi xác định được cái đột biến này thì nó quyết định cái tính đáp ứng với các cái thuốc điều trị đích đã được phê duyệt như là serotinib hay là seritinib. Và hiện tại thì người ta thường sử dụng cái kỹ thuật FISH, là kỹ thuật lai hình quang tự tại chỗ hoặc là giải trình tự gen để xác định cái dung hợp gen ML4-ALK. Một đột biến nữa cũng gặp ở trong ung thư phổi, đó là khuếch đại gen MET. Thì gen MET nằm trên nhiễm sắc thể số 7, tổng hợp các cái polypeptide PET có vai trò như một thụ thể tyrosine kina ở màng tế bào. Và MET thì được hoạt hóa bởi các phối tử HGF và kích hoạt các cái con đường tín hiệu nội bào là con đường RAS hay là con đường PI3K hay là WNT hoặc STAT. Và các đột biến này thì gặp khoảng 5% ở ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và khi mà hoạt hóa các con đường tín hiệu nội bào thì cũng gây ra cái tình trạng là tế bào phát triển không được kiểm soát và hình thành ung thư. Và đây là được coi cái khuếch đại gen MET này hoạt hóa các con đường tín hiệu khác, nội bào khác với con đường tín hiệu của EGFA. Và đây được coi như là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng kháng với các điều trị TKI ở trên lâm sàng. Và bằng kỹ thuật FISH thì người ta có thể xác định được cái sự tăng cường biểu hiện của gen MET ở thời điểm kháng thuốc so với thời điểm trước điều trị. Một đột biến nữa cũng hay gặp ở trong ung thư biểu mô tuyến, đó là đột biến KRAS, chiếm khoảng 15 đến 25% ung thư phổi không tế bào nhỏ và gặp nhiều ở người da trắng và có hút thuốc lá. Thì theo ghi nhận của Reilly và cộng sự năm 2008 thì đột biến này xuất hiện khoảng 26% ở ung thư phổi không tế bào nhỏ hút thuốc lá và khoảng 6% ở những bệnh nhân không hút thuốc lá. Với đột biến KRAS này thì là cái nguyên nhân mà gây mất tác dụng của cái điều trị đích ở những bệnh nhân ung thư phổi mà có các cái điều trị thuốc TKI. Bởi vì là cái đột biến này nó nằm ở hạ nguồn của cái con đường tín hiệu nội bào và nó không bị ảnh hưởng bởi cái thuốc TKI. Tương tự như một cái đột biến tương tự như là cái đột biến KRAS là đột biến BRAF, thì BRAF cũng là một cái phân tử điều hòa hạ nguồn của KRAS và nó có khả năng kích hoạt cái con đường tín hiệu MAP, con đường tín hiệu nội bào, và nó cũng gặp ở 1 đến 3% ung thư phổi không tế bào nhỏ và thường gặp là ung thư biểu mô tuyến. Và đây thì phổ biến ở hơn ở người hút thuốc lá. Và khi mà xuất hiện cái đột biến BRAF thì cũng người ta cũng thấy là có cái tình trạng không đáp ứng với điều trị đích ở trên lâm sàng. Như vậy thông qua cái nội dung trình bày như trên thì tôi cũng có một số các cái kết luận. Lại là thứ nhất là chẩn đoán sớm của ung thư phổi thì vô cùng quan trọng và nó là cái yếu tố quyết định cái phương pháp điều trị hiệu quả và tiên lượng cho người bệnh. Và các cái dấu ấn sinh học thì nó là một cái xu hướng tiềm năng để có thể dự báo sớm và phân biệt các cái tổn thương lành tính với ác tính. Và xác định được các cái đột biến gen liên quan đến cái quá trình phát sinh, phát triển ung thư thì là cơ sở khoa học của phương pháp điều trị đích và là xu hướng hiện tại thì đang được áp dụng khá là rộng rãi và cũng là một cái xu hướng điều trị trong tương lai cho các cái bệnh nhân không còn chỉ định phẫu thuật. Và có thể tóm lại là một số các cái dấu ấn sinh ứng dụng trong việc là phát hiện sớm ung thư phổi hiện nay đang được nghiên cứu là các cái micro RNA, các kháng thể với ctDNA, CTC và exosome. Các cái đột biến mà gây tăng tính nhạy cảm với các TKI như là đột biến EGFA ở exon 18-21 hay là dung hợp gen ML4-ALK. Các đột biến gây mất hoạt tính của các TKI hay là các đột biến KRAS hay BRAF. Và các đột biến mà gây tình trạng kháng lại TKI sau một thời gian đáp ứng với điều trị đích. Kể đến ở đây là đột biến T790M, EGFA và khuếch đại gen MET. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe bài trình bày của tôi. Xin hết ạ.